Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của xe 365 ngày hôm nay. Thì Tuấn cũng như bên cạnh Tuấn đây là chiếc xe Fortuner. Với thời gian vừa rồi thì năm 2019 đến 2020 này thì Toyota Fortuner cũng đã được thay đổi và nâng cấp những cái trang bị trên xe. Và thời điểm này bên cạnh Tuấn đây là chiếc Toyota Fortuner phiên bản 2.4 AT, phiên bản một cầu máy dầu số tự động. Hiện tại bản này là bản lắp ráp tại Việt Nam và màu đen. Để nói về những cái sự thay đổi và trang bị trên xe nó có những cái đặc điểm như nào thì Tuấn sẽ chỉ ra quý vị cùng theo dõi theo Tuấn nhé. Đầu tiên về phần đầu xe về phần đây, cản trước về phần lưới tản nhiệt phía trước đây, nó có một cái logo to hơn phiên bản trước nhé, mạ chrome. Quý khách hàng sẽ tự cảm nhận xem nó có phù hợp hay không. Lưới tản nhiệt, nó có những lưới tản nhiệt hình thang hay những cái con sóng này, nhựa thôi ạ. Kèm theo có những cái mai viền mạ chrome vuốt qua cả hệ thống đèn, nó rất là sắc nét. Còn kèm theo đây là hệ thống đèn của Toyota. Hệ thống đèn thì đèn chiều xa, đèn chiều gần đều được tích hợp hệ thống đèn LED. Kèm theo nữa là nó có 3 bóng, 4 bóng vị trí đây, đèn LED ban ngày. Kèm theo bên trong nó thì có một đường dài LED nhỏ uốn cong, uốn lượn từ đầu đèn vị trí về trên đèn LED ban ngày kéo sang đèn hồng. Nó cũng có cái tên là beam LED. Dạ vâng. Đó là hệ thống đèn phía trên. Còn phía dưới được trang bị cũng là lạng LED, đó là hệ thống đèn sương mù phía dưới đây ạ. Nó có những cái dạng sóng nhỏ li ti và cảm biến phía trước đã được trang bị thêm ở phía phần đầu đây. Nó ngay phía trên của đèn sương mù phía trước. Còn phía dưới hệ thống đèn xi nhan nó đã được di chuyển xuống dưới vị trí đây. Nó bao gồm hệ thống đèn xi nhan thì lại được là trang bị hệ thống đèn halogen thường thôi ạ. Đó là về phần đầu xe chúng ta có những trang bị. Tuấn có thể là mở lên cho quý vị ngắm xem nó đẹp như thế nào. Rồi. Đó. Mọi người có thể ngắm nhìn nó có phù hợp với cái nhu cầu hay là quý khách hàng có thể di chuyển trên đường hay không. Đó là về phần đầu xe, Toyota đã tinh chỉnh và thay đổi những thiết kế làm sao trang bị thêm những cái công nghệ phù hợp cho quý khách hàng di chuyển trên đường nó an toàn hơn như thế nào khi đi đường đồi núi cũng như đường trong thành phố. Mà kèm theo nữa nó có vẻ bắt mắt, nhìn nó đã lả lướt hơn đấy, mềm mại. Và kèm theo những cái đây để quý vị có thể nhìn thấy. Đó là về phần đầu xe, tôi cũng nói nhắc tới cái sự thay đổi phiên bản một cầu máy dầu số tự động năm 2020. Và với giá, quý khách hãy lưu ý 1 tỷ 080 triệu. Xe thì rất là nhiều bạt ngàn, có thể giao ngay từ tay quý khách hàng vào ngay thời điểm hiện tại. Về phần bên hông xe, chúng ta cũng không có nhiều sự thay đổi. Nhưng thay đổi lớn đặc biệt là khi quý khách vàng ra vào, chúng ta đã không phải chìa khóa cắm rồi. Tuấn sẽ lấy chìa khóa cho quý vị xem. Nó đã được tích hợp, đó là chìa khóa thông minh. Chiếc phiên bản mới này đã được tích hợp chìa khóa thông minh. Khi chúng ta ra vào cửa, nó đã có bao gồm những cái nút bấm này rồi. Các bạn chỉ cần dí nhấn một nút, nó sẽ là khóa xe. Hoặc khi muốn vào xe, đúc túi chìa khóa vào túi quần cũng có thể mở được xe. Chỉ cần bằng một thao tác bấm nhỏ, rất gọn nhẹ như này thôi. Và đây nữa, hệ thống đèn xi nhan để tích hợp trên gương, nó đã là dài một dải đèn LED rồi nhé. Được. Rồi. Đó là những điểm thay đổi tôi muốn nói. Và rồi, vào bên trong nội thất của xe thì tôi cũng muốn giới thiệu phiên bản này là phiên bản một cầu máy dầu số tự động. Nó có giá là 1 tỷ 080 triệu. Với những thay đổi đó là và trang bị, ghế đã được trang bị ghế da màu đen như quý vị có thể thấy. Đặc điểm thứ hai của ghế đó là đã được chỉnh điện. Bên ghế của Tuấn đây là chỉnh điện 8 hướng. Còn bên ghế phụ đây là cũng được tích hợp chỉnh điện 4 hướng. Đó là những núm rất dễ điều chỉnh, phù hợp. Phiên bên trên lên phía trên đây thì đã thay đổi gương chống chói tự động bên trong.
có nút nấm auto đây. Thì tiếp theo đó là cửa lên xuống, có bốn cửa thì đều một chạm auto. Quý khách hàng chỉ cần nhấn một chạm nó sẽ xuống kính, hoặc một chạm kính sẽ lên. Đó, tất cả bốn kính. Kèm theo bên về phần vô lăng. Vô lăng của xe đã được tích hợp những nút như cruise control để quý khách di chuyển trên đường nó nhẹ nhàng hơn và êm ái hơn. Những lễ chuyển số trên vô lăng cảm giác thể thao hơn. Và đặc điểm nữa đó là nút engine start tốt, để nổ thông minh, rất tiện dụng cho quý khách hàng. Một chi tiết nữa Tuấn muốn nói đến đó là màn hình DVD. DVD cũng đã được tích hợp những cái tính năng cơ bản như audio, radio, USB hay Bluetooth. Phía dưới điều hòa đã được trang bị điều hòa tự động rồi. Quý khách hàng có thể nhìn thấy nó một chạm rất dễ đơn giản thôi, lên xe chỉ cần nhấn một nút. Đó. Còn những chi tiết đã được trang bị phía trước lần như phiên bản trước đó là hốc gió để chai nước làm mát. Đó. Về phần phía đuôi xe. Đuôi xe quý khách hàng hay ngắm, và nó chỉ được nâng cấp đúng một chi tiết khác thôi. Tôi muốn nói ở đây, đó được trang bị thêm cảm biến góc. Phiên bản cũ đã được hai mắt camera lùi rồi, mắt cảm biến lùi rồi. Còn phiên bản này đã được nâng cấp thêm hai cảm biến góc, giúp quý khách hàng lùi xe vào chuồng an toàn hơn, tiện nghi hơn. Và một đặc điểm nữa nó rất nổi trội được nâng cấp trên phiên bản Fortuner 2020 này, đó là hệ thống trợ lực lái biến thiên theo tốc độ. Nó là chi tiết nó như nào? Khi quý khách hàng đi trong phố thì trợ lực lái đó giúp khách hàng vặn vần vô lăng nhẹ nhàng hơn, dễ di chuyển hơn trên đường ở trong phố. Còn ngược lại, khi quý khách hàng di chuyển trên đường cao tốc chẳng hạn thì vô lăng sẽ đầm hơn, chắc hơn, giúp quý khách hàng di chuyển cảm thấy cảm giác lái mạnh mẽ và thể thao hơn. Đó là chi tiết Tuấn cũng muốn nhắc đến, an toàn, tiện nghi. Vừa rồi chuyên viên tư vấn về xe của chúng tôi đã giới thiệu chi tiết các cái hạng mục thay đổi nâng cấp của xe Toyota Fortuner máy dầu một cầu 2.4 số tự động. Sau đây tôi xin phép là tóm lược lại các cái điểm nổi bật nhất trong đợt nâng cấp này. Thứ nhất là thiết kế phần đầu xe và cũng như là tổng thể đã sang trọng, lịch lãm, cũng như là rất là thể thao. Thứ hai là tính tiện nghi của xe đã được nâng cấp vượt trội so với bản trước. Thứ ba là hệ thống an toàn được bổ sung rất là nhiều. Thứ tư là vận hành sẽ mạnh mẽ và êm ái hơn với hệ thống trợ lực lái thủy lực biến thiên theo tốc độ. Và điểm thứ năm, có thể nói là điểm quan trọng nhất, đó là giá niêm yết của xe đã giảm nhiều so với trước. Đó là chưa kể khi các bạn liên hệ với đội ngũ tư vấn của kênh Xe 365, các bạn sẽ được cập nhật thường xuyên các chương trình khuyến mại ưu đãi về giá xe, về lệ phí trước bạ, về các cái thủ tục mua xe trả góp, vân vân và vân vân. Nếu các bạn thấy hay với nội dung chia sẻ của kênh 365, vui lòng để lại like cũng như là subscribe và chia sẻ mạnh mẽ nội dung vừa rồi. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.